kết quả mình thấy cây sồi Valencia đây 58 pound. Coi trái nó nè. Trái này gần 2 pound. Cái này 1.5 pound hơn, cái này hơn 1 pound tí. Tại cái này gần chín rồi, nó cũng nhẹ cân. Nó không còn nặng cân như lúc đã còn xong.